chưa bao giờ mà nghĩ rằng là mình có thể đàn trên piano, bởi vì mình trên âm nhạc cổ điển mà chơi một cái tác phẩm này thì đó là một cái thử thách cho Tuấn Mạnh. Đặc biệt hôm nay Tuấn Mạnh không chơi trên chiếc đàn piano grand piano mà sẽ chơi trên cây keyboard ở đằng sau lưng Tuấn Mạnh, và nó lại càng thưởng thức hơn nữa. Nên mình muốn là mọi người có thể cho Tuấn Mạnh thêm một tràng pháo tay nữa để cho Tuấn Mạnh sẽ có thêm động lực và cảm hứng để chơi được không nào. Sẽ là một ca khúc với một cái thông điệp là tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta, để thấy được rằng là chúng ta hãy cố gắng luôn luôn sống hết mình trong giây phút hiện tại cho cuộc đời của mình và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Ngẫu nhiên Trịnh Công Sơn kết hợp với Mozart Turkish Smart Jazz. Xin mời quý vị cùng hát. Thank you.
Thank you.